Rồi bắt đầu vô ra mắt mẹ vợ nè. Ngồi đi. Rồi. Đúng rồi. Rồi chị đúng đi. Mấy mẹ con. Trước tiên là phải thông qua mẹ vợ trước đi, rồi nếu mẹ vợ ok thì mới tính tới. Nói chuyện với mẹ vợ đi. Sao thuyết phục mẹ vợ sao coi? Mẹ đi cứ nói chuyện đàng hoàng bình thường. Cái này của em. Cái đó là của em, cái đó riêng. Trời ơi trời, muốn có vợ mình nên gì là tiêu rồi. Mất cỡ gì sao mà lên đây được ấy gặp con gái được. Chưa thông qua mẹ vợ được là không có qua đâu, vượt ải bên đây đâu nghe. Sao nói chuyện với mẹ vợ sao hỏi thăm rồi coi. Chưa kêu mẹ bằng chưa chơi mẹ rồi ông. Kêu mẹ. Lớn lên. Cô vậy đó. Cô bác gì đó. Cô đi cô cho nó nhẹ ấy. Cô đi kể cô. Đi bán cái số Ngọc. Thì cũng thấy con Linh đi bắt con coi. Thấy Ngọc kêu khóc thấy còn con Linh đi kiếm con Ngọc. Nó lớn lên em. Lớn lên. Sao chị nói hỏi thăm em đó. Hỏi thăm đó. Tên gì? Dạ con tên Quen. Rồi quê ở đâu? Quê con Cà Mau. Thì lý do sao mà thấy được bé Ngọc mà lên đây tính tiền bé Ngọc? Dạ, con thấy em Ngọc tiền á, người dễ thương á, con lên đây mua kiếm. Rồi nó hoàn cảnh của bé Ngọc như vậy đó. Cái mẹ này gì? Nghe đi. Nghe đi. Tắt nguồn đi chứ, tắt bà gà đi chút. Tắt bà gà. Đang làm việc. Con thấy Ngọc lên Facebook thầy Minh Cua này kia rồi con thấy tội rồi với anh sầu kia rồi đó, con lên đây kiếm Ngọc kiếm mình rồi nó chở gì dưới ăn cua phải không? Nói chung là con thì không có vô chứ còn lại có. Tại vì nó thì cua nhiều. Cái gì bé Ngọc cũng đã giúp đỡ hai lần rồi. Dạ. Nghe là nếu mà có thương bé Ngọc quá thì lo cho bé Ngọc tới ngày sau cùng. Nếu mà riêng mình có làm gì không? Con hả? Thì con ở nhà thì con ở nhà dưới quê con có xe rồi cũng như chạy xe ôm đồ vậy. Tại vì con đang thì con chưa có đi làm. Chưa đi làm rồi bây giờ chắc bé Ngọc rồi, bé Ngọc có em bé rồi sao nuôi bé Ngọc nổi. Con tự kiếm tiền nuôi được hết. Tại vì bé Ngọc nghĩ như vậy nên đã giúp ngã hai lần rồi. Nếu có thương bé Ngọc thì suy nghĩ rồi sau này rồi có định cưới bé Ngọc gì không? Dạ, ví dụ nếu mà có á mẹ, ta có cô rồi. Vậy dạ. Sau này tỷ mà có thương bé Ngọc mặc thiệt, cứ bé Ngọc về đừng có nói con mày con cao mà nặng nhẹ rồi bỏ bê bé Ngọc. Dạ, thì không cho bé Ngọc, cuộc đời bé Ngọc à. Dạ. Đã khổ hai lần là hai chuyến đòi đó. Dạ. Chị hỏi có vợ con gì chưa hay là sao không? Vợ con gì chưa? Dạ, cũng chưa, con bằng thân. Nói thiệt nghe để sau khi này người... Con nói thiệt mà, con nói thiệt. Dạ. Có vợ thì làm phiền, cũng thương tới bé Ngọc một lần, tội nghiệp bé Ngọc lắm. Dạ, dạ. Tại con thấy video, con thấy tội Ngọc nó tội phải thương chứ, phải dạ. Suy nghĩ làm sao. Có, lúc em coi là em động lòng như thế nào không? Tức là em thấy cái điểm nào của Ngọc là em thích, em nói với mẹ coi. Thì con thấy Ngọc ăn cua, con thấy thích đó. Cua với ăn không có trái được sầu riêng á. Thích ăn cua ha. Thích ăn cua với thích ăn sầu riêng á. Ngủ đây có đem cua nào lên không? Có hả? Chưa có đem lên được. Đằng nào nếu mà Ngọc đồng ý thì con ở dưới quê có gì mẹ với cha lên kiếm cua lên. Gửi lên ha. Dạ. Thôi mẹ với cha lên đây, mẹ cua lên kiếm được.
thuốc cha mi lên là tốt. Rồi nhìn ở trong hình, nhìn ở ngoài đó thấy sao? Dạ, thấy được. Chút xíu rồi cho trò chuyện riêng. Ngọc này thấy sao nè? Hả? À? Nhìn thấy liền sao được không? Thì trước tiên thì mình lên đây thì chủ yếu mình gặp để trò chuyện với nhau rồi xem làm quen. Đúng rồi, em gặp cũng nói vậy đó. Lên đây em cũng học. Cứ để cho từ từ thời gian thôi, mình cũng đừng có làm quá. Cứ để từ từ đi. Người chị Niêu thấy sao chị Niêu? thấy mà em mắt đó là cái em ven này là nói chung là hiện tại là chưa có việc làm nữa đó, nếu mà cái chi phí mà lên xuống lên thăm Ngọc thì cũng hạn chế lắm đúng không, bởi vì xa xôi từ Cà Mau lên tới đây cũng rất là xa chứ không phải là gần đâu. Trước mắt thì cứ tìm hiểu nói chuyện được thôi, còn cái vấn đề mà tính tới chuyện cưới hỏi thì mình để từ từ đi, tại vì cái vấn đề mà em Ngọc thì đang trong thời gian này đây thì nó rất là nhạy cảm, nếu mình dẫn về dưới thì nó rất là nhạy cảm luôn. Tại vì nghĩ dữ lắm, nó bản thân em là con trai em cũng hiểu rồi, tại mình là trai mới lớn mà mình dẫn một người phụ nữ về vậy đó thì hàng xóm bà con người ta sẽ dị nghị rất là nhiều, ở bên cạnh đó là cha mẹ mình nghe rất là buồn nữa đó. Khi mà mình muốn thật sự mình muốn đến với em Ngọc mình phải suy nghĩ cho nó cặn kẽ một cách là thấu đáo luôn, chứ không phải là mình chỉ suy nghĩ ba mẹ mình đồng ý là được đâu, mình phải suy nghĩ nó cặn kẽ vậy lắm. Chị muốn bắt rễ hay là sao? Giờ em thấy với Ngọc vậy em cũng giờ muốn bắt rễ mà không biết bên nhà trai sao, em không biết như bắt rễ sau này hai đứa nó về tự em ở nhà trọ thì hai đứa nó về tự làm tự sống nó lo cho mấy Ngọc, còn riêng em thì em lo cho nó quy thì được rồi đó, chứ giờ gả với Ngọc đưa đi em cũng sợ quá. Ý em chị vậy như là muốn bắt rễ đó ha. Dạ. Nãy bên em cũng hỏi em Ben rồi mà ý kiến sao Ben nó cũng chạy út. Dạ. Chạy út mà không bắt rễ được. Làm sao đúng không? Dạ. Đúng. Bên đây thì đâu bắt rễ. Nhà con có hai chị em mà. Coi. Thì cứ nói chuyện bình thường thôi, đúng không? Chứ bây giờ bé Ngọc nó đã vậy rồi, con thì mới lớn lên, rồi mất công dữ gấp quá, người ta nói hai bên cũng tội cho bé Ngọc nữa. Chứ bé Ngọc nó đã lỡ gì rồi, từ từ cái gì từ từ chị hiểu đi ha. Còn trước lên này thì xa xôi đường này. Một giờ mấy gì tới, nằm tới sáng. Mới điện hôm qua đó, mới điện qua là đi liền đó đó. Ham đúng không? Ham dạy chưa? Dạ. Chắc ham dữ lắm rồi. Dạ cũng được. Nhìn ra ngoài thấy sao? Dạ nhìn được cũng được gái. Đâu nhìn thẳng người ta coi gì đâu mà nhìn lớ lớ vậy. Em nhìn coi được không? Nhìn coi. Có là bờ bến của em đâu. Thấy Ngọc là nhìn là biết là đẹp rồi, xinh rồi. Cái này là tại vì mình đang bầu nên không có trang điểm đó, cho trang điểm lên là nhìn còn đẹp nữa. Đâu mấy cái hình của Ngọc rồi giờ trước đâu à, nhìn một cái là chị là quá đẹp luôn. Lúc trước mà chưa có bầu đó. Thấy có đăng Zalo đó. Quá đẹp. Sao chị thấy sao chị? Cho ý kiến thôi chị. Cho ý kiến về em trai đến từ Cà Mau á. Cũng được, thấy cũng hiền đó, cũng dễ thương. Cũng hiền á. Mà được hay không thì chị Niêu rồi, nói chung là chị không có quan trọng vấn đề được hay không. Quan trọng là về là lo lắng cho con của mình chu toàn được rồi. Bây giờ hứa với mẹ coi nói sao cho bà gọi là thấy được coi. Nhưng mình có khả năng mình lo cho con người ta làm sao mình không hứa rồi đem về bắt người ta nhịn đói sao? Con hứa với cô về chạy xe ôm ngày kiếm nhiêu được 100.000 không? Trời giờ chạy xe ôm sao nuôi em nó được. Chạy xe ôm sao đủ sống? Đi làm. Ừ. Dạ. Chạy xe ôm được đâu? 100 kiếm đi làm. Còn sao đâu là công việc như thế nào? Dự tiểu tính tương lai công việc như thế nào đặng biết đặng coi nuôi nổi Ngọc không? Ăn dữ lắm, ăn cua, ăn sầu riêng á, dữ lắm á. Sầu riêng 80.000 ký. Sao? Dạ,
hỏi chơi á. Chứ mình nói miệng ai nói không được, nhưng quan trọng là cái công an việc làm như thế nào nè. Thì em gặp anh Ngọc thì em lên làm công ty. Nào xong rồi em kiếm việc làm ở trên công ty Bình Dương. Tức là bây giờ hiện giờ là Bình Dương rồi dẫn hai vợ dẫn luôn hay gì? Dạ. Dẫn vợ đi thêm luôn hay gì? Thì nào xong rồi không thôi gửi cho mẹ rồi gọi hai vợ chồng đi làm rồi lâu lâu về năm vậy. Làm gì? Giờ con đăng xã hội đâu có đi làm người ta thì nào có xã hội. Có chí là được rồi, phải có chí. Dạ. Vậy là mới nộp hay gì hay là nộp lâu chưa? Lâu rồi, thằng tháng mấy hai tháng đó, tháng 7, 29 này con rút bảo hiểm rồi xã hội rồi. Nộp lâu ha. Dạ. Năm mới đã bước được. Dạ đúng rồi, xã hội mà. Bảo hiểm xã hội. Ờ bảo hiểm mới xã hội. Rút được nhiêu tiền? Dạ. Chắc 50-60 triệu đó. Khoảng 6 năm. 6 năm. 6 năm thì cỡ 50-60 triệu á. Cỡ đó, 50-60 triệu. Đủ tiền cứu vợ rồi. 50 triệu là đủ tiền mua vàng rồi, chưa đủ tiền cưới vợ. Cây vàng hết mẹ, không đủ nữa. Không đủ, cây vàng đủ đâu. Không đủ cây vàng đó. Cho nửa cây hả? Năm chỉ. Cho năm chỉ như thầm đám nữa, chứ mướn nhà trọ. Hai đứa ăn hết đó là xong luôn. Rồi thôi chào khán giả đi. Chào khán giả đi, mình lại đi cái mặt cái mày đi cho tỉnh táo rồi đi.